Chào các bạn, thầy Dự đây. Trong video này, thầy Dự sẽ hướng dẫn các bạn kích hoạt khóa học tuyệt chiêu livestream bán hàng trị giá 1 triệu 200 nghìn đồng của thầy Dự. Đây là khóa học online và bạn có quyền học nó trọn đời. Bạn chỉ cần kích hoạt nó thôi. Để kích hoạt nó thì bạn cần phải đầu tư số tiền, đúng không? Là 1 triệu 200 nghìn đồng. Nên là nếu bây giờ bạn đã có mã kích hoạt rồi thì tương đương cái mã kích hoạt đó trị giá 1 triệu 200 nghìn đồng. Chúc mừng các bạn. Khóa học này thời lượng 2 giờ 40 phút và gồm có 30 bài giảng, mỗi bài giảng từ 5 đến 7 phút. Nó rất là đơn giản. Và chi tiết hướng dẫn bạn không chỉ livestream bán hàng tốt mà còn xây dựng hệ thống đại lý tốt, mà còn có thể trở thành người có thương hiệu cá nhân cực kỳ tuyệt vời ở trên Facebook. Các bước để có thể là nhận được khóa học này và học trọn đời như sau. Bước 1 là bạn sẽ vào cái đường link trang web để đăng ký tài khoản là unica.vn xoẹt chéo gifter nhá. Gifter là gif ấy, xoẹt chéo Hàn Quang Dự. Đấy. Khóa học này nằm trên hệ thống học trực tuyến unica.vn. Nên là bạn vào unica.vn xoẹt chéo gip xoẹt chéo Hàn Quang Dự. Đó. Còn xoẹt chéo Hàn Quang Dự. Sau đó bạn enter. Thì bạn sẽ đến cái đường link này. Chúc mừng bạn đã nhận được quà tặng 1 triệu từ Hàn Quang Dự. Tức là gì ạ? Bạn sẽ nhận được tài khoản 1 triệu trong cái tài khoản học này để sau này bạn mua các khóa học khác của những ông thầy khác. Tức là không phải khóa livestream mà rất nhiều khóa học hay khác thì bạn sẽ được giảm trừ tiền. Mỗi khóa học được giảm 100.000. Đấy, chê. Hay lắm. Cái mà tôi muốn nhận quà. Bạn không phải đóng đồng nào đâu nhá, yên tâm, không phải đóng đồng tiền nào cả. Bạn chỉ có quà trong đấy bạn sử dụng hay không là tùy bạn. Còn sau này bạn mua thì nó được giảm trừ tiền, thì lúc đó bạn phải đóng tiền. Còn bây giờ bạn được học khóa này miễn phí, yên tâm. Bạn kích vào đăng ký mới. Rồi, đó, đăng ký mới. Đăng ký mới thì bạn điền họ tên vào. Điền họ tên ví dụ như là Quang Dự. Email đúng không? Email Hán Quang Dự. Chúng qua mà còn gmail.com. Thì bạn đây là cái email của bạn thôi. Bạn cần phải có một cái Gmail của bạn ấy. Gmail của bạn. Thì ví dụ mail của bạn là nguyễnthilinh@gmail.com, nhưng của thầy Dự thì Dự thích lập là hanquangdu.com@gmail.com. Thì đừng để ý cái đuôi này, chỉ cần để ý cái gmail.com của bạn, các gmail.com là được. Và số điện thoại thì thầy Dự sẽ có lịch số điện thoại của thầy Dự là 0982463099. Thầy có số 099 này. 4757888. Mật khẩu, ví dụ mình là mật khẩu. Đó, mình kia là nút. Mật khẩu thì có ký tự viết hoa, ký tự thường và có số nữa nhá. Khoảng 7 đến 8 ký tự là được. Có thể trùng với Gmail, không trùng tùy bạn. Nhưng bạn phải nhớ. Khi vào đăng ký. Đó. Mình lưu vào. Đó, bây giờ khóa học của tôi. Nhập tên khóa học thì mình chưa có khóa học nào cả. Thì bây giờ mình sẽ điền mã coupon khóa học của mình vào. Đúng rồi. Thì bây giờ mình sẽ vào cái tài khoản của mình. Đó, mình sẽ đây, mình sẽ vào cái đường link này. Hán Quang Dự, xin lỗi, unica.vn. Bây giờ mình lại xóa cái đường link này đi nhá. Mình đi là đây là coupon. Đây. Mình enter. Coupon mình enter. Nhớ nhá. Mình đã có tài khoản rồi, rất là tuyệt vời rồi. Thì bạn nhớ cái Gmail, cái mật khẩu đấy chính là tài khoản của bạn, sau này bạn đăng nhập vào đấy để bạn học trọn đời đấy. unica.vn xoẹt chéo coupon. Sau đó bạn sẽ cho cái đoạn mã này của bạn vào này. Đây đoạn mã này này, mã kích hoạt. Thì bạn hãy xem đoạn mã kích hoạt bạn đã được gửi ấy. Bạn copy cái đoạn mã này vào. Bạn gõ cái đoạn mã này vào. Bạn copy nó vào đây. Ctrl V nó vào đây. Đấy. Copy vào đây. Còn nếu bạn đánh bằng tay thì bạn cứ đánh thôi. Thậm chí bạn đánh bằng tay thì không cần phải có dấu ngang, tự nó sẽ chạy dấu ngang. Bạn kích vào nút kích hoạt ngay. Bạn đã kích hoạt thành công. Vào học ngay. Đó. Thế là bạn có quyền vào học. Đây, tất cả các bài học ở đây. Và đừng đây rồi, bạn có thể học được. Đây, kích vào bài học này. Bài học 1, kích vào đây. Video này chúng ta sẽ tìm hiểu bản chất thực sự của livestream là gì. Bản chất. Đó. Bạn có xem đi xem lại, xem tái xem hồi. Bạn có quyền thảo luận, đặt ra câu hỏi bên này. Đó, hay là như vậy. Thế lúc bạn đang học dở, bạn muốn vào lại thì sao? Thì rất đơn giản thôi, bạn cứ đăng nhập vào Unica và unica.vn. Bạn có tài khoản rồi, nên bạn vào unica.vn, nhớ trang web để đăng nhập nhé, unica.vn. Sau bạn kích vào chữ đăng nhập. Đó, bạn đăng nhập vào thôi. Khi đăng nhập vào thì bạn vào cái ô nào ạ? Bảo là vào học. Cái vào phần vào học. Mặt người này, vào học này. Thì
Thì ở đây nó có khóa học của bạn, bạn tìm đúng khóa học của bạn thì bạn kích vào vào học là bạn xem thôi. Thì trên này nó thống kê là bạn đã học được bao nhiêu phần trăm rồi. Đó. Nên bạn nhớ nhá, nói lại các bước này. Bước 1 để đăng ký tài khoản vào unica.vn. Rồi, cho cháu gíp Hàn Quang Dự để đăng ký tài khoản Unica. Còn nếu bạn có rồi thì không cần phải đăng ký nữa. Còn nếu bạn chưa có thì đăng ký theo đường link như này. Đó. Đấy, ví dụ thầy dạy ao nó ra là như này, đúng không nhỉ? Và bạn đăng nhập thì bạn kích vào nút đăng nhập thôi, thì bạn điền email của bạn vào, điền mật khẩu bạn vào và kích vào đăng nhập. Đăng nhập xong rồi kích vào phần vào học, thế là bạn tìm khóa học bạn học thôi. À, rất là đơn giản. Và các bạn đừng quên khi học thì hãy chịu khó tương tác nhé, comment thảo luận ở dưới hoặc là nêu cảm nghĩ của bạn về khóa học này. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đấy là cách thức để các bạn có thể kích hoạt được cái khóa học tuyệt chiêu livestream bán hàng này của thầy Dự. Và cái mã vừa rồi ấy chỉ được sử dụng một lần thôi. Mỗi mã khóa học chỉ được sử dụng một lần. Và kích hoạt được trong này rồi, khi đã vào được hệ thống này rồi thì bạn có quyền học nó trọn đời. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Và nếu bạn nào thực sự quan tâm đến khóa học tuyệt chiêu livestream bán hàng này, muốn được nhận khóa học tuyệt chiêu livestream bán hàng này thì hãy xem vào link phía dưới. Thì bạn chỉ cần sở hữu sách của thầy Dự thôi thì bạn sẽ có thể được nhận cái khóa học này kèm theo sách rồi. Thì đăng ký vào đường link phía dưới thì các bạn sẽ biết. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và chúc mừng bạn nào đã sở hữu sách của thầy Dự và sở hữu thêm cả khóa học này nữa. Hãy học nó ngay lập tức. Ok, còn bạn nào muốn đăng ký bằng trên điện thoại và thường xuyên xem trên điện thoại thì có một cái video hướng dẫn khác của thầy Dự nhá. Thì hãy xem một video hướng dẫn khác của thầy Dự để hướng dẫn cách đăng ký bằng điện thoại và có thể học luôn trên điện thoại một cách vô cùng nhanh. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.